Giữa làn khói chiến trường, một sự biến đổi đáng chú ý đã lặng lẽ diễn ra. Quân đội Nga đang sử dụng khả năng trinh sát tầm xa và tấn công chính xác ngày càng được nâng cao. Mục đích là nhằm biến trung tâm phân phối quân và thiết bị của quân đội Ukraine thành một hố lửa. Quân đội Nga không chỉ tăng cường các phương pháp trinh sát mà còn đẩy nhanh việc sản xuất và triển khai vũ khí tấn công chính xác tầm xa và một cuộc săn bắn chính thức được bắt đầu. Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1 tháng 6 cho biết các vũ khí phóng từ trên không và trên biển có độ chính xác cao đã được sử dụng trong đợt tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine chuyên hỗ trợ cho hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Ngoài ra, các đợt tấn công cũng nhằm vào các kho chứa vũ khí do phương Tây sản xuất và cung cấp cho Ukraine. Trước sự tấn công quyết liệt của quân Nga, quân Ukraine không chịu ngồi yên. Họ biết rằng chìa khóa để giảm tổn thất là phân tán việc triển khai binh lính và trang thiết bị trong phạm vi sâu của chiến trường. Vì vậy, quân đội Ukraine thường chọn cách tập trung, phân tán các nhóm quân và trang thiết bị lớn ở những khu vực xa chiến tuyến nhằm hoàn thiện việc tập hợp và phân tán vào điểm mù trong tầm nhìn của quân đội Nga. Tuy nhiên, chiến lược này đã mất dần đi tác dụng trước năng lực trinh sát ngày càng tăng của quân đội Nga. Điển hình cuộc tấn công thành công mới đây của quân đội Nga đã gây chấn động. Hồi đầu tháng 7 tại Galuz ở ngoại ô phía đông bắc Zaporizhia, một đoàn tàu quân sự chở đầy thiết bị và quân nhu của Ukraine đã bị tên lửa Iskander phá hủy. Đây không chỉ là đòn giáng vào hoạt động vận chuyển của quân đội Ukraine, mà còn là đòn nặng nề đối với việc triển khai chiến lược của quân đội nước này. Là một trung tâm vận tải quan trọng để quân đội Ukraine chuyển quân và vật tư, Galuz sở hữu tầm quan trọng nhất định. Sự thành công trong hoạt động này của quân đội Nga chắc chắn đã chứng tỏ một bước nhảy vọt về khả năng trinh sát tầm xa và tấn công chính xác của nước này. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, lực lượng phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải học cách ứng phó với mức độ nguy hiểm tiếp theo. Hơn nữa, giới lãnh đạo phương Tây cũng sẽ được yêu cầu hành động để giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công của quân đội Nga và ngăn chặn các mối đe dọa mới từ Moscow. Cựu sĩ quan chỉ huy không quân Ukraine, tướng Yuri Ignat, thời gian qua cũng đưa ra những nhận xét tương tự về việc lực lượng vũ trang Nga đang liên tục cải thiện khả năng trinh sát và tấn công của máy bay không người lái UAV, cũng như tính hiệu quả của tên lửa hành trình và đạn đạo. Ông chỉ ra rằng trong các cuộc tấn công thời gian gần đây, máy bay không người lái và tên lửa của Nga bay ở độ cao cực thấp. Trong một số vụ tấn công vừa qua, lực lượng phòng không Ukraine đã phải cố gắng đánh chặn các mục tiêu bay của Nga bay chỉ cách mặt đất chưa đầy 50 mét. Các mục tiêu này rất khó phát hiện trên radar mà chỉ có thể quan sát được bằng mắt thường, ở khoảng cách rất gần nên rất khó để đánh chặn kịp và bất cứ sự sơ suất nào cũng sẽ để lại hậu quả rất lớn. Tuy nhiên, việc tên lửa hành trình Nga bay ở độ cao thấp như vậy chứng tỏ họ có khả năng cập nhật tọa độ mục tiêu rất nhanh và chính xác. Điều đó đã cho thấy lực lượng Nga có khả năng cải thiện chiến thuật và công nghệ của mình rất nhanh chóng. Những cập nhật mới về công nghệ và chiến thuật tác chiến đã gây ra thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng của Ukraine và không cho lực lượng phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine có đủ thời gian và phương tiện đánh chặn cho đến khi tên lửa đánh xuống mục tiêu. Đồng thời, các chuyên gia quân sự ở Kiev lưu ý rằng gần đây lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng biện pháp kỹ thuật nào đó để làm giảm tín hiệu điện từ của máy bay không người lái Kamikaze và các máy bay không người lái trinh sát đến mức độ tối đa, tránh bị lực lượng vũ trang Ukraine phát hiện. Ngoài ra, tên lửa của Nga đều có tốc độ rất cao và chính xác, nên khi lực lượng phòng không Ukraine phát hiện thì chúng đã ở rất gần mục tiêu, nên việc vô hiệu hóa chúng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với lực lượng phòng không vốn đã vừa yếu vừa thiếu của Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng đã có bước đột phá về đổi mới công nghệ để giúp giảm bớt áp lực lên phòng không. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, phi công Ukraine sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để nhắm mục tiêu vào UAV trinh sát của Nga. Theo viện này, các phi công điều khiển UAV của Ukraine dường như đang cải thiện khả năng đánh chặn UAV tầm xa của Nga ở ngay trên không. Những cải tiến công nghệ này có thể cho phép lực lượng Kiev giảm bớt áp lực lên hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung nếu giải pháp được triển khai thành công trên diện rộng. Một đoạn video công bố ngày 1 tháng 6 cho thấy lực lượng Ukraine sử dụng UAV FPV tấn công UAV trinh sát chiến thuật Zala và UAV trinh sát tầm trung Orlan 10 của Nga đang hoạt động trên không ở khu vực Bozhanya, Novosika. Tiếp đó, ngày 29 tháng 6, nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov công bố đoạn video cho thấy UAV Ukraine tiêu diệt UAV Lancet của Nga đang bay trên không. Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng cả Ukraine và Nga dường như đang cải thiện khả năng sử dụng UAV để ngăn chặn UAV đối phương ở cấp độ chiến thuật. Khả năng của Ukraine trong việc sử dụng UAV giá rẻ để đánh chặn UAV trinh sát đắt tiền hơn của Nga trên quy mô lớn có thể sẽ cho phép lực lượng Kiev làm suy giảm khả năng tấn công của Nga
trong khi tiết kiệm được các loại tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung đắt tiền, vốn đang khan hiếm cho những máy bay đắt tiền và quan trọng hơn của Nga. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh vẫn chưa quan sát thấy Ukraine sử dụng FPV để giao chiến với UAV trinh sát Nga trên quy mô lớn. Cả hai bên đang tham gia vào cuộc cạnh tranh công nghệ giữa lực lượng tấn công và phòng thủ, và khả năng Ukraine phát triển những đổi mới công nghệ là rất quan trọng trong việc bù đắp những lợi thế hậu cần hiện tại của Nga. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, cánh cửa giúp Ukraine xoay chuyển động lực của cuộc chiến theo hướng có lợi cho nước này đang thu hẹp dần, trong khi đó Nga vẫn đang nắm giữ phần lớn các thẻ bài. Trong bài phân tích đăng trên tạp chí National Interest, nhà phân tích Daniel Davis cho rằng Ukraine đang bị đẩy lùi trên mọi mặt trận trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi. Theo ông Davis, dù có các nguồn lực tốt và sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine cũng khó tạo ra một thất bại lớn về mặt quân sự cho Nga. Nga là một quốc gia lớn mạnh, có nhiều lợi thế, chẳng hạn như nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào với số lượng nam giới trong độ tuổi nhập ngũ nhiều gấp 3 lần so với Ukraine. Ngoài ra, họ còn có các cơ sở công nghiệp quân sự rộng lớn và có những đồng minh quan trọng có thể cung cấp nguyên vật liệu chế tạo vũ khí. Trọng tâm sức mạnh của Nga dựa trên hai trụ cột: khả năng tiến hành chiến dịch quân sự về mặt vật chất, nhân lực, vũ khí, đạn dược và năng lực quốc phòng trong thời gian dài, và sự ủng hộ về mặt chính trị của người dân. Nếu thiếu một trong hai yếu tố này, Nga khó có khả năng giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Để đạt được bất cứ thành công chiến lược nào, Ukraine sẽ phải làm mất cân bằng trọng tâm của Nga, buộc Tổng thống Putin phải chấp nhận một kết quả không như mong đợi. Điều này sẽ vô cùng khó khăn. Mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của Nga là giảm mối đe dọa ở biên giới phía Tây xuống mức có thể kiểm soát được. Moscow tin rằng nếu Ukraine gia nhập NATO thì đây sẽ là mối đe dọa hiện hữu thường trực và họ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để giảm mối đe dọa này. Tổng thống Putin dường như tin rằng Nga đang giành thế chủ động và có thể đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến bằng các nguồn lực quân sự và tài chính mà nước này sở hữu. Ukraine cần phải thay đổi tính toán đó, nhưng điều này còn phụ thuộc vào năng lực của Kiev, cũng như các nước bảo trợ phương Tây. Trọng tâm sức mạnh của Ukraine về cơ bản là giống Nga. Tổng thống Zelensky phải đồng thời duy trì khả năng chiến đấu trong thời gian dài, kết hợp với việc tăng cường hỗ trợ về mặt chính trị, hỗ trợ về kinh tế, ngoại giao và quân sự. Nếu thiếu vắng một trong những yếu tố trên, Ukraine không thể giành chiến thắng. Theo nhà phân tích Daniel Davis, Nga có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào trên khắp đất nước và năng lực công nghiệp quốc phòng lớn mạnh, đủ khả năng tiếp sức trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Trái lại, Ukraine có những hạn chế nghiêm trọng về tài nguyên thiên nhiên, trong khi năng lực quốc phòng chỉ bằng một phần nhỏ của Nga. Nếu không có sự hỗ trợ về mặt ngoại giao và vật chất to lớn từ các nước phương Tây, Kiev khó lòng trụ vững trong cuộc chiến tiêu hao. Ngay cả khi có đủ sự hỗ trợ về mặt vũ khí, Ukraine cũng khó giành chiến thắng vì điểm yếu nhất của nước này là thiếu nguồn nhân lực. Thời gian gần đây, Washington Post đưa tin, Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng các tân binh và trong số những binh sĩ họ điều ra chiến trường, có nhiều người không được đào tạo bài bản. Về mặt ngoại giao cũng khá bấp bênh khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Zelensky ở trong nước và các nước phương Tây đều sụt giảm. Cánh cửa cơ hội để Kiev lật ngược tình thế đang nhanh chóng khép lại. Để đạt được thành công, Ukraine cần có những hành động táo bạo và quyết liệt hơn. Chuyên gia Davis cho rằng điều quan trọng là phải xác minh thành công nào Ukraine có thể đạt được vào thời điểm hiện tại. Nga có những lợi thế mà Kiev khó có thể vượt qua được, trong đó có con át chủ bài là vũ khí hạt nhân. Ngày 14 tháng 6, Tổng thống Putin đã đưa ra những yêu cầu tối thiểu để chấm dứt xung đột, đó là Ukraine phải từ bỏ 4 khu vực mà Nga sáp nhập vào năm 2022, rút toàn bộ quân đội khỏi các vùng lãnh thổ này và áp dụng tình trạng trung lập, không liên kết, phi hạt nhân. Về phần mình, Tổng thống Zelensky coi danh sách các yêu cầu này không khác gì tối hậu thư, buộc Ukraine phải đầu hàng. Theo nhà phân tích Davis, nếu phương Tây và Ukraine không có những thay đổi lớn về mục tiêu trong cuộc xung đột, thì tối hậu thư mà Tổng thống Putin đưa ra có thể thành hiện thực. Hiện Ukraine đang hy vọng sẽ giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ rơi vào tay Nga, không nhượng bộ thêm bất cứ vùng đất nào và đàm phán để chấm dứt xung đột. Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ vào tháng 4 năm 2023, nhưng chi tiết về gói viện trợ này vẫn chưa được công bố. Vào tháng 4 năm nay, Mỹ đã công bố thêm gói viện trợ mới trị giá 6 tỷ đô la Mỹ và đến tháng 7 là gói viện trợ trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ. Nhưng cả hai gói này bao gồm chủ yếu là đạn dược và không có xe bọc thép mới. Điều quan trọng là để nhận được các gói viện trợ này, Ukraine phải thể hiện sự thành công trên chiến trường bằng những gì họ đang có trong tay. Để làm được điều đó, họ sẽ phải huy động thêm 300.000 binh sĩ trong những tháng tới, đồng thời củng cố các tuyến phòng thủ dọc theo mặt trận. Ông Davis cho rằng Ukraine có thể phải trả cái giá rất cao về mặt nhân sự để đạt được một số thành công nhỏ, nhưng cơ hội đối với họ vẫn là 50-50.
Hơn nữa, phương Tây sẽ phải dùng mọi biện pháp để cung cấp đạn dược cho Ukraine với số lượng vượt quá những gì họ đang dự tính, cùng với đó là số lượng lớn phương tiện chiến đấu hiện đại. NATO mong muốn nhìn thấy Ukraine giành chiến thắng và Nga phải chịu tổn thất lớn, nhưng đây là kết quả khó đạt được cả ở thời điểm hiện tại lẫn tương lai. Theo giới phân tích, nếu phương Tây không chịu chấp nhận tình hình thực tế, thì Ukraine có thể mất nhiều vùng lãnh thổ hơn nữa, và cơ hội để các bên tiến tới bàn đàm phán sẽ khó khăn hơn.